mình là trở thành thầy giáo. Ước mơ của mình là được trở thành một phát thanh viên. Tôi ước mình có thể thay đổi thế giới này một cách đẹp hơn. Ta đã thấy những ước mơ thật đẹp như ngàn sao thắp sáng bóng đêm. Thứ ánh sáng ấy lan đi nhanh lạ kỳ, tỏa sáng mang theo tương lai hy vọng. Sống giấc có lúc thật gần, bước hiên ngang giữa muôn khó.